Và cảm ơn quý vị, hôm nay chúng ta có ngẫu hứng Lee Bush. Bush là rút từ Saint Louis của chúng ta. Và nó cũng design các loại khác, giống như là Budweiser, Heineken, tất cả nó đều là ở Saint Louis này. Và giá cả rất là nhẹ nhàng. Và hôm nay chúng ta có ngẫu hứng Lee Bush, coi như Lee Beer Bush nhé. Ok, here we go. Nhẹ nhàng thôi. Và nhạc họ Trịnh Việt Nam kiểu mới, bà con. Đoạn 2 nữa. Mà đoạn 2 này thì chúng ta cũng lại phải làm một ngụp bia trong giờ break time, phải không bà con? Break time, ok. Thật sự ra thì cũng nhẹ nhàng thôi. Chúng ta không có đòi hỏi nhiều. Chỉ dùng một drum machine và tiếng solo, tất cả từ thằng em Arturia, ok. Here we go, đoạn 2. Trở lại những bài test khác. Thank you for Monday.